Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà các đồ gốm từ xa của Trung Quốc và những điều đặc biệt thâm cung bí sử của cái loại gốm thần bí và cái công dụng tuyệt vời này. Thứ nhất, mình phải hiểu rằng cái gốm từ xa hoặc các đồ dùng ấm từ xa, chén từ xa thì bắt buộc phải làm từ đất từ xa rồi. Cái đất từ xa nó là một cái loại khoáng đặc biệt của Trung Quốc. Loại khoáng này nằm sâu ở trong những cái tầng đất trên sườn đồi, người ta gọi là đá trong đá. Phần chủ yếu của nó là bao gồm có hydro mica, cao lanh, thạch anh, hạt mica, chất sắt, lèn và có cả silic, mangan, canxi, natri và kali. Nói như vậy thì tức là nó không phải là một loại đất đơn thuần, sét đơn thuần mà nó có chứa rất nhiều các loại kim loại ở trong đó. Đây là một cái loại đất sét mềm, tự nhiên, tinh khiết và không có chứa bất kỳ một nguyên tố nào gây sức khỏe hại đến con người. Chính vì vậy, tất cả những loại ấm trà từ xa không có mùi của đất và nó chứa những lỗ nhỏ li ti khổng khí, có tác dụng được giữ nhiệt, giữ được hương thơm của trà. Và ngay cả khi dùng ấm lâu ngày, chính cái chất sắt trong cái đất từ xa đã tạo cho các ấm có màu sắc khác nhau. Và đặc biệt khi ấm từ xa thường được lung ở trên 1000 độ C mà nó không bị co ngót biến dạng, cho nên là vì thế mà cái lắp ấm rất là khít, có độ bóng cao. Thế có 4 cái thứ mà người Trung Quốc đang bảo tồn, đó là thứ nhất là kinh kịch, thứ hai là quốc họa thủy mặc, thứ ba là lụa tô châu và thứ tư là gốm từ xa. Gốm từ xa là khai thác chủ yếu ở cái vùng núi Hoàng Long, nó là rìa cổ của lèn sông Dương Tử, Nghi Hưng, Giang Tô, nơi giao thoa của ba đới đất, hồ và biển. Đấy. Chính vì vậy, đây có thể nói là một thứ quốc bảo của Trung Quốc, nhất là được một số cái nghệ nhân lành nghề nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây, người ta đây mỏ từ xa đây. Đấy. Người ta đập nhỏ, khai thác mỏ người ta đập nhỏ đá ra. Đấy. Sau đó người ta sàng lọc sạch sẽ. Đấy. Sau người ta hòa nước và làm thành từng bánh như này. Đấy. Thêm một chiếc ấm từ xa, thế nào là thật, thế nào là giả? Thứ nhất là cái lắp của nó rất là khít. Thứ hai, ở mỗi một xưởng người ta sẽ có chuyện giấu của cái xưởng sản xuất đó, chuyện giấu ở lắp, chuyện giấu trên, chuyện giấu dưới, chuyện giấu ở trong ấm, chuyện giấu ở quai và chuyện giấu ở đáy ấm. Thêm một chiếc ấm, yếu tố ban đầu và quyết định phải là do thứ nhất là chất đất, thứ hai là cái người thợ có lành nghề hay là không lành nghề. Bởi vì hầu hết 100% cái chiếc ống này không thể làm sử dụng bằng bàn xoay thông thường để sản xuất ra được, mà tất cả đều phải do bàn tay của những thợ thủ công lành nghề. Các bạn xem, chiếc lắp rất là khít, khi dốc ngược lên này nước cũng không thể nào chảy ra được qua đường lắp. Đấy. Chính vì vậy, chính vì những công dụng thần thánh của những cái chiếc ấm này nên giá trị kinh tế của nó rất là lớn. Bây giờ mình sẽ phân biệt với các bạn đâu là ấm thật, từ xa thật và đâu là ấm từ xa giả. Đâu là chiếc ấm từ xa của thợ lành nghề và chiếc ấm của từ xa thợ không lành nghề. Đầu tiên,
Vậy các bạn hãy nhìn, một chữ ấm phải tuân theo nguyên tắc là các hình tam giác và các hình chữ nhật. Ví dụ như một chữ ấm thạch biểu đây, cái điểm lắp của nó là ở giữa hai hình chữ nhật bằng nhau. Đây, hình chữ nhật này. Là điểm của trên lắp và cái điểm giữa của cái chữ ấm là nằm ở đáy hình chữ nhật. Và nguyên tắc thứ hai đó là phần vòi ấm. Vòi ấm cũng phải nằm trong một cái hình tam giác theo đúng điểm này. Đấy. Cái quai ấm phải ở giữa của cái hình tam giác đối diện. Đấy. Đây là đảm bảo yếu tố về cân bằng. Và nguyên tắc thứ hai của một chiếc ấm là nguyên tắc hình tròn. Như các bạn biết, tổng thể của một chiếc ấm thì nó vẫn là một cái hình tròn. Một chiếc ấm đảm bảo yếu tố chuẩn và đẹp và mỹ thuật bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc 3 điểm thẳng hàng: điểm quai, điểm lắp và điểm vòi. Đây, ví dụ như đây, các bạn có thể nhìn quai, lắp và vòi nằm trên một cái trục đường thẳng, thẳng đứng trên trục đường. Đấy là hai yếu tố cơ bản để phân biệt một chiếc ấm. Còn về giá trị và công năng của chiếc ấm thì các bạn có thể quan tâm đến các yếu tố. Thứ nhất là lắp có khít hay không. Thứ hai là chiếc ấm dùng bộ lọc là như thế nào. Đấy. Cái hệ thống lọc quyết định vấn đề là cái dòng nước chảy mạnh hay là khỏe. Đấy. Là phụ thuộc vào hệ thống lọc và dung tích của ấm. Dung tích của ấm càng lớn thì và hệ thống lọc tốt thì chiếc ấm sẽ ra cho ra một cái dòng nước rất là tuyệt vời. Thế thì về cơ bản, những cái công dụng thần thánh của đất từ xa, ấm từ xa và chén từ xa như các bạn biết. Và hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về nguyên tắc để chọn một chiếc ấm đẹp và phù hợp. Video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu ấm và cách lựa chọn các loại ấm để phù hợp với từng người, từng cá nhân và từng cái mục đích sử dụng. Vâng, xin cảm ơn các bạn.